Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam chưa được mở bản chính thức, nhưng mà hôm nay ở đây mình đã có chiếc Oppo F11 phiên bản nguyên siêu full box. Và trong video này chúng ta sẽ cùng nhau mở hộp chiếc máy này ra để xem rằng là với chiếc Oppo F11 mức giá là 7.290.000 thì chúng ta sẽ nhận được những phụ kiện gì ở trong máy, và cũng như là so sánh một chút với chiếc Oppo F11 Pro ở đây. Hôm trước thì mình cũng đã có video trên tay và nói sơ qua rồi, nhưng hôm nay thì mình sẽ có hai chiếc máy ở đây luôn, thì mình sẽ so sánh cho các bạn một cách kỹ lưỡng hơn. Mở hộp ra nào, ten ten. Đấy, trên đây thì chúng ta đã có rất nhiều thông số như camera 48MP này, chúng ta có sạc nhanh và chúng ta có quả pin lớn 4020, màn hình 6.5 inch, chúng ta cũng có hai bờ boost để mang lại cho các bạn những cái trải nghiệm khi chơi game là tuyệt vời hơn. Hơi dai, cái màn này nó hơi dai. Và đây chính là chiếc Oppo F11 của chúng ta, phiên bản vẫn chưa được lấy ra khỏi cái siêu này. Mình sẽ khởi động chiếc máy này lên. Oppo F11, logo hiện lên đi, logo hiện lên đi. Rất may là vẫn còn pin. Và đây thì rõ, rất rõ chữ demo phone. Đây không phải là phiên bản chính thức mà sẽ là phiên bản demo dành cho các bên báo chí cũng như là các reviewer. Chúng ta sẽ có bên trong đây là một cái case bảo vệ cũng như là que chọc sim đầy đủ, không thiếu một thứ gì cả. Mình sẽ ốp luôn nó vào. Cái case này thì nó sẽ là dạng case silicone nha các bạn. Cây này sẽ là dạng cây silicone, tức là nó sẽ mềm mềm như thế này, chứ nó không được cứng như cái case bảo vệ của chiếc Oppo F11 Pro. Đây là cái điểm khác biệt đầu tiên từ cái món phụ kiện. Chúng ta sẽ đến với bên dưới thì phụ kiện không khác biệt gì so với chiếc Oppo F11 Pro cả. Vẫn sẽ là cái cọng cáp micro USB hỗ trợ vốc này. Chúng ta vẫn sẽ có ở đây là tai nghe giống y hệt của chiếc Oppo F11 Pro. Cuối cùng đó sẽ là cục sạc hỗ trợ vốc 3.0. Tức là ở cái phụ kiện này thì nó sẽ chỉ khác biệt một chút ở cái phần đó là cái case bảo vệ mà thôi. Và đây chính là hai chiếc máy của mình, đây là chiếc Oppo F11 và đây là Oppo F11 Pro. Thì các bạn sẽ thấy nó sẽ có một chút khác biệt nhau ở cái phần cụm camera bên trên này. Khi mà cái chiếc Oppo F11 Pro thì hai camera cùng với cái đèn flash LED nó sẽ nằm nguyên một cụm và nó sẽ kéo bằng một cái thanh kim loại từ trên đỉnh xuống này. Nó giống như kiểu là một cái thanh đến đây để báo hiệu rằng ở đây sẽ có một cái gì đó thò thụt lên ấy, và đó chính là camera selfie. Trong khi đó thì cái cụm camera của chiếc Oppo F11 nó sẽ dạng là hai camera nằm liền với nhau, và cái đèn flash LED nó sẽ được làm tách bạch xuống bên dưới, và cái vị trí của cả bên tay thì nó cũng sẽ được nằm tương đồng với nhau. Nhưng mà các bạn sẽ để ý một điều là ở trên cái chiếc Oppo F11 bình thường ấy thì nó sẽ có một cái viền vàng ở đây, và cũng như là cái chữ Oppo Design by Oppo đây, nó sẽ được làm lên ánh vàng, từ đó nó giúp cho chúng ta có một cái nhìn vào chiếc máy này nó sang trọng hơn hẳn so với chiếc Oppo F11 Pro. Còn lại thì về cái thiết kế mặt lưng, hai chiếc máy đều được làm từ nhựa và được làm bo cong, khung viền các thứ thì không khác biệt gì với nhau. Và chúng ta cũng sẽ có một cái sự khác nhau nhẹ nhẹ ở trên cái mặt lưng của hai chiếc máy này, khi mà ở đây mình đều có hai phiên bản màu xanh, nhưng cái chiếc Oppo F11 Pro chúng ta sẽ có màu xanh ngọc thạch và nó sẽ dạng là xanh đen. Khi các bạn nghiêng ra ánh đèn thì màu xanh nó sẽ chuyển ra nhiều hơn, còn nếu như các bạn để ở trong tối này thì nhìn gần như nó là màu đen cả, và nó sẽ có cái hiệu ứng chuyển đổi rất là mạnh mẽ giữa màu xanh và màu đen. Trong khi cái chiếc Oppo F11 Pro này mình không nhớ tên nó là màu xanh gì, nhưng khi các bạn nghiêng ra thì nó sẽ là màu xanh tươi hơn một chút, và các bạn nghiêng vào thì nó lại trở lại là một cái màu xanh nó đậm hơn một chút, chứ nó không được ngả sang một cái màu đen sâu thẳm giống như trên chiếc Oppo F11 này. Thì nói chung là về vấn đề màu sắc này, mỗi người lại có một cái vẻ đẹp cũng như là một cái gu thẩm mỹ riêng. Đến với phần mặt trước thì đây sẽ là một cái phần mà nó khác biệt nhau rất nhiều. Khi mà các bạn sẽ thấy rằng là chiếc Oppo F11 phiên bản thông thường chúng ta sẽ có một cái màn hình thiết kế giọt nước giống tương tự như chiếc Oppo F9, trong khi là cái chiếc Oppo F11 Pro nó sẽ có cái thiết kế đó là camera thò thụt và nó không nhận được cái mặt mình bởi vì mình đang ngồi với một góc nó khá là chéo. Và các bạn sẽ thấy rằng là nếu như để nhìn ở phần mặt trước này thì chiếc Oppo F11 Pro nó cho chúng ta một trải nghiệm nó sexy và nó đẹp hơn rất nhiều so với chiếc Oppo F11. Nhưng mà không sao, các bạn có thể thấy rằng là từ cái công nghệ tấm nền này, từ cái kích thước màn hình hay là cái chất lượng hiển thị thì hai chiếc máy này đều là tương đồng với nhau, không có điểm gì khác biệt. Chủ yếu là chiếc máy này nó sẽ thò lên một cái giọt nước để chứa camera selfie mà thôi, viền dưới hay là viền hai bên nó đều mỏng như nhau. Và nói chung là với một mức giá rẻ hơn, chúng ta có một tấm nền tương đương, chúng ta có kích thước tương đương, đó cũng là những cái thứ rất là thơm để chúng ta có thể là hít trên cái chiếc Oppo F11 này rồi. Về cấu hình thì cả hai chiếc máy này đều được sử dụng cấu hình giống y hệt như nhau, đó là con chip Helio P70, chúng ta có 6GB và 128GB bộ nhớ trong. Nhưng mà cái chiếc Oppo F11 tất nhiên rồi, như mức giá mình đã nói 7.290.000, nó rẻ hơn hơn 1 triệu so với cái chiếc máy Oppo F11 Pro là 8.490.000. Chúng ta cũng sẽ có camera trước với độ phân giải là tương đồng như nhau này, và chúng ta
cũng có camera sau với độ phân giải camera chính là 48 MP, camera phụ 50 MP, không có gì khác biệt cả. Những chế độ bên trong cũng sẽ là chân dung, ảnh, video, và chúng ta cũng sẽ có làm đẹp rất đầy đủ. Nói chung rằng là hai chiếc máy nó giống y hệt như nhau, từ cấu hình hiệu năng cho tới cái chất lượng màn hình, chất lượng hiển thị, tới quả pin. Quả pin thì chiếc Oppo F11 nó sẽ nhỉnh một tí là 20 mAh, và chúng ta cũng sẽ có chất lượng camera là hoàn toàn giống nhau. Chủ yếu cái mức giá nó chênh lệch nó sẽ đến từ cái thiết kế màn hình, khi mà chiếc máy này nó sẽ có một thiết kế tràn toàn bộ và cũng như là chúng ta sẽ có công nghệ camera thọ thủ trên đây mà thôi. Và các bạn thấy sao về Oppo F11 cũng như là Oppo F11 Pro? Xin mời comment để lại ý kiến các bạn ở phía bên dưới phần bình luận của video. Video của mình thì tạm dừng lại tại đây. Các bạn cảm thấy vui đừng quên để lại một like, share và bấm vào subscribe kênh YouTube của tạp chí Nghe Việt Nam. Xin chào và gặp lại bạn trong new video lần sau.